Em xin kính chào các bác nhé, xin chào cả nhà đang theo dõi live. Thì hôm nay đến cái phiên bán hàng mới, bên em cũng sẽ lên chia sẻ các bác rất là nhiều mã hàng lan rừng đẹp. Và đầu live hôm nay thì em có tách một vài cái đơn kiếm mặt hoa rất là đẹp để lên chia sẻ các bác nhà mình trong phiên video ngày hôm nay. Rất là mong các bác vào xem live ủng hộ cho bên nhà vườn nhé. Các bác mua hàng thì mình cứ gọi điện trực tiếp lên số điện thoại bên em là 0385 050 491 các bác nhé. Đầu live thì em đây có một cái chậu này là chậu kiếm phan trí, em hôm nay có tách ra tách được 3 đơn kiếm phan trí ở trong cái chậu này. Bản lá rất là to đẹp các bác ạ. Đó, lá rất là to đẹp nhá. Chuẩn hàng rừng 100% các bác nhá. Đó. Ok chưa ạ? Chuẩn giống và chuẩn hàng rừng 100%. Các bác nhận hàng là kiểm tra thoải mái nhá. Và đối với những cái hàng này nhà em đều ra hoa tại vườn rồi, em mới chia sẻ các bác. Ở đây thì em tách ra cái đơn này thì có hai thân. Hai thân nhá các bác nhá. Đấy, nó là hàng rừng nên là thân của nó rất là to, thân củ rất là to. Đây cái đơn đầu tiên nó là cái đơn này các bác này. Bản lá cũng tương đối là to đẹp đấy các bác ạ. Đấy, một măng tơ và một măng sừng. Đây sừng trâu đang lên các bác này. Các bác thấy không? Các bác cần thì em sẽ soi đầu lá cho các bác nha. Xanh ngắt luôn các bác nha. Đó, thì cái đơn kiếm phan trí này đầu like thì em sẽ chia sẻ các bác mã số là 28. Nói chung là ngày xưa các bác biết rồi, nó đắt như thế nào các bác cũng biết rồi. Mấy chục triệu một thân là các bác biết rồi, nó là hàng kiếm va rồi. Đến bây giờ kể cả mặt hoa khuôn bông của nó cũng vẫn còn quá là đẹp luôn. Nó vẫn là đứng top đầu tiên về khuôn bông của các dòng kiếm. Mã số 28, cái đơn kiếm phan trí này bác nào lấy đơn này về, mình lấy về làm giống thì em sẽ để cho các bác đơn này về giá 350 nhé, 350.000 cho đơn kiếm phan trí này. Rất là đẹp đấy các bác ạ. Thân củ to lắm các bác, thân củ to và lá rất to nhé. Đó, thì tiếp theo em sẽ lên cho các bác nhà mình một đơn tiếp theo. Đơn này của em thì là đơn kiếm Hồng Văn Giang, mã số 31. Mã số 31 các bác thấy củ không? Nó có độ ăn nắng nhiều, nói chung là kiếm thì nó khỏe. Trước là nhà em cũng có một cái lưới tre đấy. Thế xong thì nó cái lưới mình cũng lâu nó mục lưới ra, xong thì em cũng trả tre lại luôn. Nó ăn nắng nhiều các bác thấy không? Thân nó rất là khỏe, nó vàng. Đấy, nó ăn nắng nhiều, nó dại nắng, cái thân nó to các bác thấy không? Đấy. Củ tròn xoe to như này các bác nhá. Ok chưa ạ? Bản lá rất là to. Đơn kiếm Hồng Văn Giang. Đơn này mã số 31 này. Nói chung là những cái dòng kiếm này dòng kiếm nổi đình nổi đám ngày xưa đắt như thế nào các bác biết rồi. Đơn này của em thì có hai măng tơ và một măng sừng. Đây cái sừng trâu đang lên các bác thấy không? Thân nó to lắm các bác ạ. Hai măng tơ, một măng sừng, củ tròn xoay luôn, củ to như hơn cái củ tay của mình luôn. To lắm các bác nhé. Mã số 31. Đơn này được 3 thân, 3 thân kiếm Hồng Văn Giang. Đơn này thì em sẽ chia sẻ các bác nhà mình đơn này với giá bằng 450. Mã số 31 các bác ạ. Mã 31 Hồng Văn Giang nhé. Đơn này được 3 thân. Đấy còn cái măng sừng đằng sau này cũng to lắm các bác ạ. Mã số 31, bác nào sưu tầm đơn này, cái này các bác về lên cho em một cái chậu thì nói chung là Tết này chơi đẹp hết ý các bác ạ. Thân nó to như thế này. Rồi, em sẽ qua cái đơn hàng tiếp theo cho các bác sưu tầm nhé. Cái mã số tiếp theo em giới thiệu các bác nhà mình đó là mã số 29. Đơn này cũng là một đơn kiếm phan trí. Đơn này thì cái ngọn nó mọc xoáy. Các bác thấy này, đơn này là một cái măng tơ này. Đó, cái này ngọn nó mọc xoáy các bác nhé. Ngọn nó mọc xoáy này. Các bác thấy không? Ngọn nó mọc xoáy. Đấy, nó xoáy như này các bác này. Đấy, đơn này bản lá cũng rất là to. Lá rất là to các bác nhé. Ngọn nó mọc kiểu dáng xoáy. Mã số 29 đơn này em để các bác đơn này. Bác nào mình lấy đơn này về làm giống thì các bác lấy đơn này nhé. Đơn này em để cho các bác đơn này với giá bằng 150.000. 150.000 cho cái đơn này. Kiếm phan trí các bác nhé. Em bảo hành đến khi nào các bác ra mặt hoa thôi. Các bác yên tâm là như thế. Mã số 29 kiếm phan trí các bác nhé. Đấy, đơn này là ngọn xoáy này. 150.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái đơn này. Đơn này phải nói là quá VIP luôn các bác. Ôi, các bác nhìn này. Các bác nhìn này. Các bác nhìn này, kinh khủng không? Đấy. Cái củ nó tròn vo, nó to các bác ạ. Đây này các bác này. Bản lá kinh khủng khiếp luôn. Đơn này đơn kiếm phan trí các bác nhá. Cùng một chậu đấy ạ, trong cùng một chậu. Ba đơn kiếm phan trí này trong cùng một chậu như em giới thiệu các bác ngay từ ban đầu rồi đấy. Bản lá phải nói siêu to các bác nhá. Siêu to luôn. Đấy, thân thủ đẹp. Đó, đơn này của em mã số 30. Ngày xưa các bác biết đi mua cái hàng gọi là, đây, các bác thấy măng tơ không? 60 triệu một thân các bác, 60 triệu một thân kiếm phan trí mà là làm sao mà được thân đẹp như này. Đấy, các bác thấy măng tơ của nó không? Măng to này. Kinh khủng khiếp luôn. Đẹp quá các bác ạ. Măng to lắm. Đơn này thì đơn VIP xuất sắc luôn. Đơn này của em thì của cái mã số là mã số 30. Đơn này bác lấy thì em để 500 các bác nhé. 500 đơn kiếm phan trí rồi nhá. Hai thân. Hai thân rất là to.
Đơn này là mã số là 30. Em để các bác đơn này với giá bằng 500 các bác nhé. Đơn này bác là sưu tầm mình chốt này. Nói chung là rất là to đẹp cả nhà nhé. Đây, tiếp theo thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình đơn tiếp theo. Đơn này mã số 34. Hồng Khánh Đăng các bác ạ. Cái đơn này thì cái khuôn bông của cái Hồng Khánh Đăng thì nó cũng sẽ gần giống với Phan Trí các bác nhé. Từ cái khuôn bông đến cái lưỡi nó cũng gần gần tựa tựa gần bông Phan Trí. Nó cũng là dòng cánh bầu rất là to. Bông này thì bây giờ được các bác sưu tầm săn đón rất là nhiều. Đấy, nó ăn nắng nhiều các bác thấy không? Thân nó có màu vàng, ngà vàng, nó khỏe như này. Nó là dòng côn lùn các bác. Cái thân của cái này là dòng côn lùn này. Côn lùn nó ngắn và nó chỉ phát triển về cái củ to chứ lá nó không dài nha. Nó chủ yếu là củ nó to ra thôi, lá nó to ra thôi chứ nó không dài lá đâu. Cái đơn này là đơn Hồng Khánh Đăng. Đơn này mã số 34 em chia sẻ các bác là 300 nhá. 300k đơn này hôm nay lên chia sẻ các bác nguyên những tác phẩm, nguyên những cái dòng mà phải nói là đẹp xuất sắc rồi. Mã số 34 Hồng Khánh Đăng chia sẻ các bác là 300, đơn này hai thân. Tiếp theo đây thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình một đơn tiếp theo. Đơn này của em là Hồng Ngọc Hà Giang, mã số là 32. Lâu lắm rồi em không tách kiếm này, nhiều bác vừa rồi nhiều bác hỏi kiếm quá em mới lên chia sẻ kiếm đấy. Đấy, củ nó rất là to tròn các bác ạ. Đây các bác thấy không? Hồng Ngọc Hà Giang nhé, củ nó tròn xoay như này. Đơn này có một củ mẹ, đây là củ mẹ này. Cái này màu rám nắng các bác nhé, rám nắng màu nâu nâu đấy. Điện thoại em quay nó màu đen nhưng thực tế là nó ở bên ngoài nó sẽ có màu nâu nâu. Đấy, ra hoa sổ hoa tại vườn hết rồi. Một thân mẹ và hai măng tơ. Hai măng tơ tít đây các bác này. Củ nó tròn đẹp lắm các bác. Đơn này đơn kiếm Hồng Ngọc Hà Giang nhé. Đơn này thì bác nào mà sưu tầm được thì ba thân. Mã số là 32, em để cho các bác là 280.000 cho đơn kiếm Hồng Ngọc Hà Giang này. Để bác nào mà mình sưu tầm về Tết các bác làm cho em những cái chậu tác phẩm rất là đẹp. Đó, mã số 32 là 280.000 cho đơn kiếm Hồng Ngọc Hà Giang nhé. Ok chưa ạ? Hôm nay thì em tiếp tục lên chia sẻ các bác nhà mình một giò quế VIP của Hòa Bình các bác ạ. Với bản lá là siêu to, siêu ngắn luôn. Đây các bác nhìn này. Lá cổ rụt ngắn to. Bản lá này các bác đo cũng cỡ phải. Lá này em chưa đo đâu. Chắc là nếu mà đo nó còn tầm vào hơn 5 cm, dư 5 cm các bác nhé. Quế Hòa Bình ấy các bác, quế Tràng Tháng 8 Hòa Bình ấy. Lá tầm dư 5 cm này, những cái lá to này. Lá ngắn rụt rịt các bác nhé. Nói chung là phải nói là bao đẹp. Các bác thấy không? Lá ngắn có một mẫu như này. Đấy, cái chiều dài lá này. Ngắn có đúng một mẫu như này thôi. Nó là hàng VIP rồi. Nhá, cái có mấy ngọn này to đẹp lắm. Đây này các bác này, mẹ để con các bác thấy không? Cái con bên trong đấy. Đấy, mẹ để con nha. Đấy, mẹ để con hết rồi các bác ạ. Một cái giò quế to như này nhá, quế của Hòa Bình to lắm. Thì hôm qua em cũng có lên một giò quế cũng to và em cũng bán thanh lý thì khách chốt luôn rồi, là hôm nay đã đóng hàng gửi đi rồi. Hôm nay thì tiếp tục cũng lên cho các bác nhà mình một giò quế khác. Giò này thì quá nhiều ngọn luôn, giò này còn to khủng khiếp hơn giò hôm qua. Giò hôm qua chỉ có một vế nhưng giò này thuần gọi là kín các mặt luôn các bác ạ. Đẹp các bác nhé, đây là mặt đằng sau lưng này. Đấy, một giò quế phải nói là siêu VIP luôn. Em đây quay cả một vòng để cho các bác nhà mình cùng ngắm cái giò quế như này. Rồi bác nào mà mình muốn sưu tầm thì em sẽ chia sẻ các bác nha. Đấy, quế to, đẹp. Giò này bình thường bán với giá bằng hơn 6 triệu đấy các bác. Bản lá siêu to nhé. Quế Hòa Bình các bác, đây là quế tháng 8 Hòa Bình. Rất là nhiều ngọn và ngọn rất là to. Đấy, giò này bình thường là em đang bán ở ngoài là hơn 6 triệu. 6 triệu rưỡi. Hôm nay bác nào lấy được giò này nhá, em chia sẻ các bác nhà mình giò quế to khủng khiếp này. Với giá là bằng 2 triệu 8 các bác nhé. 2 triệu 8 em bán cái giá này là giá thanh lý. Thật sự là đây các bác nhìn vị hai cái ngọn to như này này. Hai ngọn to này các bác đi mua ở ngoài nó cũng đã tiền triệu một ngọn rồi. Ngọn như này cũng đã tiền triệu một ngọn rồi. Nó vị cái ngọn này là có một mẹ để một con này, một cây mẹ để một cây con này. Ngọn bên này là một mẹ để hai con này. Đấy, nguyên hai cái ngọn này cũng đã có khoảng tầm 2 triệu rồi. Bản lá của nó là tầm dư 5 cm như lá này đo khoảng tầm vào chắc 5 cm rưỡi. Đấy, to như này các bác nhé. Đấy, các bác biết rồi. Chưa kể là rất nhiều ngọn luôn, đều là ngọn lá xếp to đẹp các bác nhé. Đấy, thì giờ này em để các bác là 2 triệu 8. Để bác nào mà sưu tầm một cái tác phẩm này các bác sưu tầm nhé. Nói chung là không bao giờ có luôn. Em đang làm hàng công trình, hàng hoa Tết nên là không có thời gian mà để live stream. Nên là em lên live, em lên quay cái video này để ở đây là chia sẻ cái giá gọi là thanh lý đấy. Cái giá thanh lý là 2 triệu 8 các bác nhé. Đấy, em mà các bác nào mà nhà mình mà sưu tầm được cái giò to này thì nói chung là cũng là xin chúc mừng các bác, vì thực sự là để đi tìm những cái giò này rất là hiếm các bác ạ, hiếm có, khó tìm luôn đấy. To đẹp như này là rất là hiếm luôn. Đó,
Rồi em sẽ qua những cái mã hàng tiếp theo các bác nhé. Ở đây thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình là một chậu Koki, Korat Koki 3 cây. Chỗ này em để các bác là 580, mã số 6. Mã số 6 là 580.000, 3 cây Koki rất là to, hàng nuôi thuần đẹp các bác nhé. Đó, bác nào sưu tầm được cái chốt nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình một chậu bát Bảo Tiên. Chậu này của em có mã số 19. Mã số 19, một cây mẹ con các bác ạ, cây này là cây mẹ con nhá. Đấy, cặp lá xếp đẹp như thế này. Như cây này của em thì được 1 2 3 4 này. 5 6 7 8, cây này 8 cặp lá, bát Bảo Tiên nhá, 8 cặp lá, một mẹ và một con. Mã số 19 nhá. Chậu này bình thường bán hơn 600.000. Nay để cho các bác chậu này với giá bằng 400.000. 400.000 các bác nhé, mã số 19. Đơn này bác nào sưu tầm cái chậu bát Bảo Tiên một mẹ một con này chốt cho em này. Đó, mã số 19 là 400.000 cho một mẹ một con, cây rất là đẹp và khỏe. Tiếp theo thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình nhé. Cái giò này đẹp như thế này, rất nhiều bác hỏi luôn mà sao lại hôm nay lại nó hơi vô duyên thì sao chưa thấy bác nào chốt. Đấy, cái giò này của em là giò Đai Châu. Đó, hồng cánh sen hiện tại đang được 2 cây. Mỗi cây có 2 cái nụ hoa. Đây, cây bên này có 2 cái nụ, cây bên này cũng tiếp tục là cũng có 2 cái nụ luôn. Đấy. Nụ to này không sợ lép các bác nhỉ, nụ to lắm các bác. Đó, nụ dài mà to lắm. Chậu này 2 cây, mã số 8. Mã số 8 hồng cánh sen, chậu này 2 cây em lấy các bác 550 rồi. Đó. Nói chung là không lỗi lầm gì các bác nhé, không lỗi lầm gì đâu. Cây rất là đẹp khỏe nhé, không phải là hàng lỗi lầm mà em bán rẻ. Mà là đây em chia sẻ các bác giá rất là hợp lý, cả hai cây này có 580 550.000. Cả hai cây này có 550.000 thôi mà hàng đẹp như này nhá, đang có nụ rồi. Mã số 8. Bác nào sưu tầm đơn này chốt cho em mã số 8 này. Tiếp theo đây thì em còn một đơn chồn hồng các bác. Đơn chồn hồng này thì được nó là hàng đã nuôi thuần rồi, em bóc từ cái trong chậu và trong trụ gỗ nhà em ra, nó mục gỗ rồi em bóc ra để em cũng định ghép lại, nhưng mà em vừa rồi em bán cũng gần hết rồi. Còn có một đơn này duy nhất cuối cùng em chia sẻ các bác giá rẻ nhá. Đơn này là được khoảng tầm 20 cây. Ngoài 20 cây nha, 20 22 cây gì đấy. Cây này đơn này đơn chồn hồng. Thì bình thường là em bán cứ 10 cây là 200 là giá cũng đã rất là rẻ rồi. Như ở đây em sẽ chia sẻ các bác 20 cây này em cũng để cho các bác là 200.000 nhá. 200.000 nốt để cho các bác về mình nuôi mình ghép nhá. Đấy, bác nào lấy về ghép thì ghép nhá. Đó, 20 cây chồn hồng này với giá là bằng 200.000. Đấy, bác nào mà mình sưu tầm về ghép thì các bác lấy nhá. Hàng này hàng đã nuôi thuần rồi. Em bóc ra đấy, bóc ra bây giờ các bác về ghép thì không sợ bị trộn đâu. Đấy, vì là hàng cây nó vẫn còn tươi còn khỏe lắm. Đó, 20 cây chồn hồng với giá bằng 200.000. Đơn này bác lấy thì chốt ủng hộ cho em gái nhé. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác nhà mình một chậu châu vàng. Chậu này thì cây rất là khỏe, rất là đẹp. Hiện tại là đang có 2 cây. 2 cây được 4 nụ hoa. Châu vàng các bác nhé, ngắm hoa Tết cho em. Mã số 21 châu vàng này em để cho các bác chậu này 2 cây với giá bằng 800. 800.000 cả nhà nhé. Nay lên cho các bác rất là nhiều mã lan rừng đẹp đấy. Đây, rồi tiếp theo lên cho cả nhà mình một chậu tiếp theo. Đó là chậu hoàng nhạn 4N. Đấy, cây phải nói là cực kỳ là khỏe các bác nhá, xanh đẹp, nói chung là hàng nuôi thuần vườn rồi, chứ không phải là hàng mới về đâu, hàng này là hàng em nuôi thuần vườn rồi đấy ạ. Cây đẹp như thế này, trong này em lấy các bác trong này với giá bằng 370.000 các bác nhá, 370.000, lá to đẹp, 370.000 đó cho cái chậu nhạn 4N này. Một chậu 4N tiếp theo, chậu này bản lá cũng quá là to các bác ạ, siêu to luôn các bác thấy không. Hàng nuôi thuần rồi, cây to khỏe. Nói chung là nuôi từ lúc mang về Việt Nam nuôi, bây giờ nó lên thêm 2 cặp lá ngọn các bác ạ. Đây, các bác ngắm nhé, cây nó to như thế này, nó khỏe như thế này. Không chơi, chơi cái gì các bác ơi. Cây nó xanh đẹp lắm các bác. Như cây này được, cây này là cây to đấy. Cây này được 8 cặp lá rưỡi rồi. Chứ em không đếm lá chân đâu, thật lá chân ở dưới không đếm đâu. Được 8 cặp lá rưỡi, cây to như này nhé. Cây này bác là sưu tầm cái cây 4N này, em lấy các bác 420 thôi. Mã số 31. Em xin lỗi, cây này của em thì mã số là 41 các bác nhé. Mã số 41, cây này em để cho các bác cây này với giá là bằng, cây này lấy các bác 420. Cây này lá to lắm các bác, nói chung là lá rất là to. Hàng nuôi thuần vườn rồi, lá to đẹp lắm. Đó, 8 cặp lá rưỡi các bác ạ. Giá là 420 nhé, 420.000 cả nhà nhé, 420.000 cho chậu này, mã số 41 ạ. Ở đây thì em có cái cây trâu. Cây trâu này, cây trâu màu đỏ đốm các bác. Cây này thì đẹp lắm, đây là size lớn các bác nhá. Cây này các bác thấy không, lá mít to đẹp, lá xếp nhá, không lỗi lá nào đâu các bác ạ. Lá từ ngọn đến chân này, cặp lá chân này đều nhau tăm tắp luôn. Cây này là cây size lớn. Ở hiện tại cây này thì hiện tại đang có được bên này được 2 cái vòi nụ hoa này, màu đỏ đốm các bác, màu đỏ đốm nụ hoa to mà bông to đẹp lắm. Bên này có một cái nụ nữa đang nhú ra ở trong cái lá. Thế là vậy chỉ là cây này được 3 cái nụ hoa liền. Đấy, cái màu đỏ đốm này, cây to như thế này, cặp lá xếp, cái này nó đẹp cả hoa cả lá các bác ạ.
Chậu này của em mã số 20. 20 nha, em lấy các bác chậu này 600, chậu này to đùng luôn, 600.000, rất là đẹp. Mã số 20 đơn này bác nào sưu tầm này 600 các bác nhé, cho màu đỏ đốm này, đỏ đốm ạ. Tiếp theo đây thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình một chậu châu trắng. Đây các bác này. Châu trắng tinh cả nhà nhá. Chậu này là cây mẹ con đấy ạ. Đây. Cây rất là đẹp. Chậu này được 2 cây. Cây mẹ thì được 2 cái nụ hoa, cây con thì được 1 nụ hoa. Cái này là nó bị vàng lá, nó bị con ruồi vàng, à nó bị ruồi vàng nó chích một lỗ từ lâu rồi. Đây. Các bác thấy không? Nụ hoa này, châu trắng nhá, cây này được 2 nụ hoa, vòi nụ hoa rất là dài. Mã số 11, chậu này mẹ con. Em lấy các bác chậu này mã số 11 về giá bằng 380 nhá. 380 cây này to đẹp lắm luôn đấy, cả cặp mẹ con như này. Bình thường các bác đi mua châu trắng cái chậu như này phải 600-700. Đấy, châu trắng tinh các bác nhá, hoa trắng tinh. Mã số 11 ạ. Chậu này lấy các bác là 380 nhá. 380.000 cho chậu này cả nhà ơi. Hôm nay là lên chia sẻ các bác nguyên mã lan đẹp nhá. Đây là chậu cửu bảo tiên. Chậu này thì nó bị nổ một nốt. Đấy, ngày xưa nó nắng quá nó cháy nổ một nốt này bằng cái đầu đũa nó chấm vào thôi. Đấy, các bác thấy cây đẹp không? Cây cửu bảo tiên mẹ con các bác nhé. Bản lá này siêu to, lá này đo cũng mát mát khoảng tầm 5 cm rồi. Lá to đẹp lắm các bác. Cửu bảo tiên ra hoa tháng 8, tháng 9 nhé. Hoa rất là đẹp, cây con cũng lớn các bác, cây con cũng to rồi đấy. Đó, một chậu cửu bảo tiên cho bác nào sưu tầm. Cái chậu này của em thì có mã số 33. Mã số 33 cửu bảo tiên, chậu này lấy các bác là 400.000 nhé. Đẹp quá các bác ạ, cửu bảo tiên. Nói chung là nó là một trong dòng đơn thân mà phải nói là khuôn bông quá là đẹp luôn. Ăn nắng cực nhiều, cây không bị sâu bệnh gì. Cái cây này rất là ít khi bị sâu bệnh các bác nhé. Rất là khỏe. Mà hoa lại đẹp nữa, hoa ra tháng 8, tháng 9 nhé. Cửu bảo tiên, chậu này chia sẻ các bác mã số là 33. Chậu này là 400 các bác nhé, một mẹ và một con ạ. Ở đây em có một chậu trồn trắng rất là đẹp. Chậu này nó là hàng Thái. Em mua từ lúc cây giống bé tí đến bây giờ nuôi cũng thuần lớn đẹp rồi các bác ạ. Mấy năm rồi đấy ạ. Chậu trồn trắng này thì bác nào sưu tầm được chậu này thì có mã số là mã số 5 các bác nhé. Mã số 5 trồn trắng, chậu này được nhiều cây lắm. 2, 4, 6. Chậu này 7 cây. 7 cây trồn trắng này em lấy các bác chậu này với giá 350 thôi. Nuôi thuần đẹp như này. Đấy, trồn trắng bác nào lấy về chơi thì chốt nhé. Có 350 cho chậu này thôi. Đẹp lắm cả nhà ơi. À, tiếp theo ở đây thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình một chậu nhạn 4N. Em xin lỗi, chậu nhạn A3. Chậu nhạn A3 các bác nhé, hoa xanh cốm. Chậu này mã số 25. Đấy, bản lá này phải nói siêu to các bác nhé, lá to đẹp lắm. Nhạn A3 mà đấy, được sốt cái cây này bản lá to như 4N luôn. Đó, chậu nhạn A3, cây không lỗi lầm gì các bác nhé. Chậu này 3 cây. 3 cây nhạn A3 này em lấy các bác là 700. Mã số 25, nhạn A3 hoa xanh cốm. Hoa xanh cốm nói chung là thơm lắm các bác. Cái dòng nhạn A3 này thì hoa quá trời thơm luôn. Đó, thơm còn hơn nhạn tháng 8 ấy, chứ đừng có nói. Nó chỉ là cái màu hoa nó sẽ khác nhau, mỗi bác thích một loại. Chứ nhạn A3 này nó là hoa xanh cốm này. Hoa đẹp lắm các bác, vừa đẹp vừa thơm. Chậu này 3 cây em lấy các bác 700.000 nhá. Mã số 25. 25 cho mã này. Đó, em mời các bác nhé. Mã số 25, chậu nhạn A3 này 700. Ở đây thì em có một cây trà đỏ cung đình các bác ạ. Cây này thì tán nó cũng rất là to tròn. Và cây này đang rất nhiều nụ các bác nhé. Nụ hoa phải nói chi chít như này. Trà đỏ cung đình. Thì ở đây em sẽ lên giới thiệu đến các bác nhà mình nhé. Cái giống trà này là trà Việt, em bảo hành 100% trà Việt. Nên là năm nào các bác trồng nó cũng sẽ được chơi hoa, năm nào cũng ra hoa bình thường các bác nhé. Chuẩn 100% là trà cổ, trà Việt. Nó không nói không với trà Trung Quốc nha, nhà em không có trà Trung Quốc nên là các bác yên tâm. Thân của nó sẽ trắng, thân của nó sẽ có màu trắng như này. Màu trắng, trắng tinh luôn. Đó, thân của nó rất là đẹp, nó son đọt mà màu nó trắng tinh luôn. Đấy, đấy là cái giống trà cổ của Việt Nam các bác nhé. Hoa rất là to. Đó, vua chơi lan mà quan chơi trà, người ta nói cái câu này từ thời ngày xưa đến giờ các bác ạ. Nói chung là tán nó to đẹp các bác nhé. Mà cây này thì nó thoát thân đấy. Cái gốc của nó, cái tán nó thoát lên nhìn nó rất là đẹp. Đấy, các bác mà chơi cái dòng này mình chơi Tết, hoa Tết cho em thì rất là đẹp. Nhà có 1-2 chậu. Bác nào thích lấy 2 chậu thì em có 2 chậu nhé. Đấy, cây rất là to như này, nụ như này nhé. Nụ chi chít này, hàng trăm cái nụ hoa. Cây này em lấy các bác cây này với giá bằng 650.000. À, lấy các bác bằng 600k nốt các bác nhé, 600k nốt đi. Đó, cho cái cây trà đỏ cung đình. Cây này là cây đỏ cung đình. Hoa đẹp lắm các bác. Đấy, tán nó rất là rộng như này nhé. Cây lớn các bác, cây này có chiều cao. Nếu mà đo đây, đến tầm này nhé. Đến tầm này nó ngang được khoảng tầm, chỗ này chắc tầm mét, mét 1, mét 2, mét 2 các bác. Chắc tầm cao được tầm mét 2 đấy. Cao tầm 1 mét 2. Đó, bác nào sưu tầm cây trà này các bác chốt cho em gái nhé. Em để cho các bác cây này với giá bằng 600.000 nhé. Bán 650 đấy, em để cho 600k nốt nhá. Đấy. À, các bác muốn lấy 2 cây cho cân xứng thì em có 2 cây luôn. Đây còn một cây nữa, em quay luôn cho xem này. Đây các bác này,
Đó, hàng một cốt các bác nhé. Chuẩn 100% là giống trà cổ. Đấy, thân nó như này trắng tinh luôn. Nó rất là đẹp. Đấy, nụ hoa đây các bác ngắm xem nhé. Trà đỏ cung đình như thế này là tầm vào Tết là nở hoa là vừa tầm đẹp. Đấy, nhiều nụ lắm các bác ạ. Nhiều nụ hoa lắm. Nụ hoa chi chít tất ở dưới cái lá này. Cái này thì Tết có một chậu hoa phải nói là đẹp vĩ đại luôn. Đấy, bác nào mình muốn lấy hai cây để cho mình đặt hai bên cửa cho nó cân xứng thì các bác lấy luôn cả một cặp này nhá. Cặp này là cây nó đều nhau. Đều nhau mà đẹp, đang nụ chi chít rồi. 600k một cây. Ngày xưa những cây này phải triệu mấy? 1,7 triệu, 1,8 triệu đấy. Đấy, tán như này các bác nhá. Em mời các bác.